Chào mừng các em đã đến với trang lời giải hay.com. Hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em trả lời câu hỏi trong mục 3 trong 100 sách giáo khoa môn địa lý lớp 6, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Hãy nêu một số ví dụ để thấy được vai trò của môn địa lý đối với cuộc sống. Khi học địa lý, sẽ giúp cho các em có hiểu biết về các hiện tượng địa lý, từ đó vận dụng để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống hàng ngày. Chẳng hạn như khi học trong chương 4, khí hậu và biến đổi khí hậu, các em sẽ có kiến thức về loại thiên tai thường xuyên xảy ra ở nước ta, đó là bão. Các em sẽ lần lượt trả lời được các câu hỏi. Bão được hình thành như thế nào? Bão thường hoạt động vào thời điểm nào? Có bao nhiêu cơn bão đổ vào nước ta trong một năm? Từ đó sẽ có các biện pháp phòng tránh và ứng phó để giảm thiệt hại tối đa về người và của do bão gây ra. Vậy là cô và các em đã hoàn thành câu hỏi trong mục 3 trong 100 sách giáo khoa môn địa lý lớp 6 bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Các em hãy truy cập vào trang lời giải hay.com để xem chi tiết các bài giảng khác nhé. Chúc các em học tốt và hẹn gặp lại các em trong các video bài giảng tiếp theo.